xưởng gỗ Mộc Nam Huy xin chào. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video này của Mộc Nam Huy. Thưa quý vị, hôm nay Mộc Nam Huy xin giới thiệu đến quý vị về một mẫu tủ rượu được làm bằng chất liệu gỗ gõ đỏ tự nhiên 100%, một loại gỗ cao cấp quý vị nhé. Trên hai kích thước, kích thước bề dài 1m6 và bề dài 1m8, đây là kích thước phủ bì. Còn chiều cao phủ bì sẽ là 2m3 và chiều sâu phủ bì sẽ là 50. Đây sẽ là những chiếc được Mộc Nam Huy vừa hoàn thiện mộc quý vị nhé, và còn nguyên mộc, nguyên thô 100%. Đây là một trong lô mà Mộc Nam Huy làm, phải nói là rất là đẹp quý vị nhé. Nó đẹp và sạch sẽ ngay từ khi còn mộc. Quý vị có thể thấy rằng là khi Mộc Nam Huy quay như này, quý vị sẽ thấy được là cái màu sắc của cây nó đồng đều, được anh em tuyển chọn đó, rất là kỹ lưỡng quý vị nhé. Trên hai kích thước là 1m6 và 1m8 thì quý vị có thể nhìn thấy rằng là cái kích thước của các cái phần cánh ấy, nó có phần nó rộng hơn và hẹp hơn một chút xíu do về kích thước quý vị nhé. Hôm nay thì Huy sẽ chi tiết giới thiệu cũng như là báo giá đến quý vị về những chiếc này. Những chiếc 1m6 thì xin báo giá luôn cho quý vị sẽ có giá là 18,5 triệu, còn chiếc 1m8 thì sẽ có giá là 20 triệu chẵn. Giá này là giá mà Mộc Nam Huy sẽ sơn hoàn thiện quý vị nhé, và sẽ cắt sẵn kính đầy đủ. Ở tại đây thì sản phẩm vẫn chỉ nguyên mộc thôi, Huy quay cho quý vị để quý vị có thể xem được cái lớp mộc nó như thế nào, và quý vị có thể tới xưởng và kiểm tra hàng mộc và ký tên trước khi sơn, giống như là những cái sản phẩm salon quý vị nhé. Về phần thiết kế thì quý vị có thể xem rằng là từ phần trên xuống, ở đây là mẫu tủ rượu được Mộc Nam Huy đục chạm một cái chi tiết hoa lá tây rất là lớn ở trên cái nóc tủ rượu này. Và quý vị có thể xem này, các cái đường nét đục chạm hoa lá tây được anh em thợ đục rất là đẹp quý vị nhé. Bên dưới cũng là một cái chi tiết hoa lá tây. Về phần cánh thì ở phần khung trên được Mộc Nam Huy làm 4 cánh, và hai cánh giữa sẽ là chung theo một ngăn, và hai cánh giữa này là hai cánh giữa được lọng cong theo với cái chiều của cái yếm này quý vị nhé. Đây là một cái chi tiết rất là hay, quý vị có thể xem này, đó, cái cánh lọng cong đó, và đóng vào cái yếm, nhìn rất là đẹp quý vị nhé. Tiếp đến thì hai cánh ngoài, ở đây hai cánh ngoài Mộc Nam Huy làm hai cánh vuông hoàn toàn, và ở trên cái phần ngăn trên này thì quý vị có thể xem này, đây là một cái ngăn mà được thông suốt quý vị nhé. Đấy, ngăn này sẽ là thông suốt hết, tại vì đây sẽ là một cái ngăn trang trí, và sau này Huy sẽ bắt thêm hai tấm tầng dài suốt để quý vị có thể trưng bày rượu cũng như trưng bày đồ. Tất cả các cánh mở ra thì đều là chung hết một ngăn quý vị nhé, đều là chung hết trên một ngăn để chúng ta sử dụng. Thì cái mặt sau của tấm hậu, Mộc Nam Huy sẽ đặt cái tấm gương lên, tấm gương để phản chiếu về các cái sản phẩm mà quý vị trang trí ở trên cái kệ này, nó sẽ phản chiếu ngược về. Và tất cả các cái phần cánh cũng như hai bên hông thì sẽ được bắt kính trong suốt. Ở phần trên Mộc Nam Huy sẽ bắt khóa cho quý vị ở giữa này đó, và trên các cái cánh thì đều có các cái chốt quý vị nhá, các cái chốt để quý vị giữ lại đó, hai chốt ở hai đầu. Ở đây là một cái lô hàng và phải nói là Mộc Nam Huy rất là ưng ý, bởi là anh em thợ làm các cái đường chỉ anh em làm, anh em phay thì đều rất là đẹp và rất là sắc nét nha quý vị nhá. Tất cả các cái đường chỉ anh em làm rất là đẹp trong cái lô hàng này. Đó là về cái phần khung trên. Về phần ngăn dưới thì ngăn dưới sẽ là ngăn cánh liền, và phần hông cũng là phần hông bọc liền luôn, để quý vị chúng ta để trưng bày đồ ở trong đây. Những cái đồ mà quý vị cất lâu lâu quý vị đem ra, ví dụ như bia rượu chẳng hạn, ví dụ như thùng bia, quý vị có thể để ở trong những cái ngăn như này. Để tới ngày quý vị thích thì quý vị lôi ra sử dụng. Rất nhiều các cái thứ quý vị có thể để được ở trong đây. Về phần cánh bên ngoài thì được đục chạm các cái chi tiết bông hoa quý vị nhé, các chi tiết bông mai, và bốn cánh thì đều đục chi mai hết. Hai cánh giữa ở đây thì Mộc Nam Huy làm là chung một ngăn, ngăn này thì sẽ lớn hơn, quý vị có thể để những cái đồ lớn hơn. Quý vị có thể xem này, từ đây quý vị nhìn lên cái nóc của cái mặt tủ rượu này, quý vị nhìn này. Rất nhiều các cái cây đỡ được Mộc Nam Huy đóng nhé quý vị nhé, đóng rất nhiều các cái cây đỡ để tạo lên một cái mặt ván này. Đó, rất là đẹp và rất là cứng. Các cái mặt ván này là mặt ván liền, Mộc Nam Huy làm một mặt ván liền dày 1/2 và đóng bao lam, cũng như là đóng các cái cây đỡ rất là đẹp, rất là dày.
Về các cái phần cánh ở đây thì tất cả các phần cánh được Mộc Lam Huy làm với cái độ dày là 2/2 quý vị nhé. Và 35 tròng cánh là 1/2, dày dặn chắc chắn. Và quý vị nhìn chất liệu cây nhìn rất là thích quý vị ạ. Chất liệu gỗ gõ đỏ có khác. Về phần chân thì phần chân được Mộc Lam Huy đục chạm các cái phần chi tiết hoa lá tây. Đó, và cái phần chân đục chân trụ là chân đầu lân, chân móng rất là đẹp. Thưa quý vị, đây là sản phẩm nguyên mộc, nguyên thô 100%. Và quý vị đã thể thấy được cái độ nét của sản phẩm nó như thế nào. Ở đây sẽ là một cái lô hàng của nó là chính Mộc Lam Huy. Cũng cảm thấy anh em đóng rất là ưng ý. Chất liệu cây cũng đã được tuyển chọn rất là kỹ. Đây là phần mặt ngoài, quý vị xem. Sẵn sàng quay cho quý vị coi luôn cả cái phần mặt sau để quý vị thấy được là cái lô hàng này nó đẹp và nó sắc nét ra làm sao. Đây từ đằng sau rồi quý vị có thể nhìn thấy các cái tấm mậu này. Đó, được anh em làm lựa những tấm hậu rất là đẹp quý vị nhé. Lựa rất là kỹ. Đấy, từng tấm hậu rất là đẹp. Về cái phần nóc đình thì ở đây phần nóc đình cũng quay luôn cho quý vị xem. Phần nóc đình cũng được anh em làm và rất nhiều các cây đỡ. Đấy quý vị xem này. Những cái nóc đình mà được làm những cây đỡ như này thì quý vị đủ thấy được là những cái sản phẩm được Mộc Lam Huy chăm chút ra làm sao. Đóng rất là kỹ quý vị nhé. Những cái mẫu tủ, đây là mẫu tủ rượu mà được khách hàng tại Mộc Lam Huy rất là ưa chuộng. Và Mộc Lam Huy đã làm rất nhiều những cái chiếc tủ rượu mẫu như thế này. Đầu tiên, chiếc đầu tiên mà Huy làm thì đó là cái chiếc mà Huy để ở nhà để sử dụng quý vị nhé. Còn đây là những cái mẫu về sau, những cái sản phẩm về sau Mộc Lam Huy đã đưa ra thương mại. Vâng, trên cỡ 1m6 sẽ có giá là 18,5 triệu. Còn cỡ 1m8 sẽ có giá là 20 triệu chẵn. Quý khách có nhu cầu có thể liên hệ đến Mộc Lam Huy qua hai số điện thoại hiển thị trên màn hình. Và quý vị có thể tới tận xưởng kiểm tra mộc để ký tên những sản phẩm này. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong các video kế tiếp của Mộc Lam Huy. Và thưa quý vị, những chiếc tủ rượu này quý vị kê trong khu vực phòng khách để trưng bày đồ rượu thì chắc chắn sẽ là một sản phẩm rất là đẹp dành cho căn phòng của quý vị. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.